Ê, hello, chào em. Lâu lắm anh em mình mới gặp nhau. Anh ơi, Ơi. sao anh để cái background nó màu hồng hồng, coi nó có cái background của anh nó hồng hồng Không sao phải là ta? hồng hồng là tại vì có cái đèn này thì dùng để cái tiền tia laser để mà bà để cái đèn của bà để mà đại khái là cái đèn của bà để mà làm bởi vì bà cho cây nó sống á, chứ không phải cho không phải bị Em thấy nó hồng hồng, em nghi ngờ coi lại giới tính đồ này nọ. không, cái đèn của bà tắt là bà chửi rồi bà đuôi cây ở dưới bà đuôi cây Đừng có nói tới tuổi này rồi thay đổi giới tính nha cha. cái Cái này màu là hồng đủ nguy hiểm tắt cái đèn ở dưới đó là cây lắm trầu bà này, cây gì của bà nuôi đó, rồi bà để đó rồi bà để cây đó rồi bà tắt là nó chết, đại khái là nó không có thiếu ánh nắng. ơi. Cho nên mẹ bà để vậy đó. Chà, không phải đâu, không phải cho mày đâu, thay đổi giới tính gì thay đổi giới tính gì ghê thấy đó, thấy mày thấy kỳ nó hồng hồng thấy nó cục. kỳ kỳ Không thì bữa nay gần lâu quá không gặp em thì bây giờ trước hết thì mình nói về vấn đề coi như là cái bà phó tổng thống Kamala Harris của Việt Nam mình đó, theo em mà nhận xét thì nó có cái điều gì không? Thì anh thấy anh vui là cách ngày hôm qua tao có like với bà Phó Vũ Châu rồi, nó có những cái mà Việt Nam mình làm tôi buồn cười quá, rồi có nhiều cái vui, nó thẳng là vậy. Em có ý kiến gì cái vụ đó không thì em lên trên nói cho anh nghe thử coi. Rồi ok, rồi sau đó chút xíu ta bàn tới về vaccine, ok ha. Rồi Rồi. rồi em Thì đầu tiên là mình thấy cái chuyến đi đó thành công anh. không rõ ràng Ừ, dứt thành khoát thành công cách mỹ mãn chứ không phải thành công thường nữa nha, theo công. tao á. Và người Mỹ họ lật bài ngửa luôn. Họ lật bài ngửa với Việt Nam luôn. Họ rất mong muốn Việt Nam là có là đối tác chiến lược với họ. Hồi xưa thì họ còn ướp ướp mở mở chứ bây giờ họ nói thẳng luôn rồi. Thì bây giờ thì anh biết rồi, Việt Nam và Mỹ bây giờ họ hiểu nhau quá mà, qua cái cuộc chiến tranh, qua bao nhiêu chiêu thức đấu đá nhau khủng khiếp mấy chục năm rồi, thời gian hòa bình xây dựng thì nói chung là hai bên hiểu nhau quá rồi, thì cái quan hệ này thì nó là cái quan hệ hai chiều anh, nó không phải như những cái mối quan hệ ví dụ như giữa Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ thì nó là cái mối quan hệ một chiều. Cái mối quan hệ giữa Mỹ và Afghanistan nó cũng là một chiều, nên khi nó chia tay ra là đẫm nước mắt, khi nó chia tay là đẫm nước mắt, bao nhiêu thứ xảy ra. Còn cái quan hệ này á thì Việt Nam thì đã hiểu quá người Mỹ rồi, họ Mỹ họ họ rất là thực dụng, cái nào có lợi thì họ họ nhúng tay vào, mà không có lợi thì thôi. Nên ở Mỹ này nó có cái câu là gì, cái người thợ săn á là phải biết ăn thịt chó, khi con chó nó không còn giúp ích được gì cho mình thì mình nên ăn thịt nó. Đấy, cái tính thực dụng, cái đó nói lên cái tính thực dụng của người Mỹ là như vậy. Thì qua đây thì anh biết rồi, giữa Việt Nam và Mỹ bây giờ nó cái sự mà hiểu hiểu nhau, hiểu sâu sắc luôn á, thì quá hiểu. Người Mỹ họ cũng hiểu, họ cũng đánh giá Việt Nam ở một cái mức độ là khá là trọng thị, chứ không có coi thường, không 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 có coi thường Việt Nam một chút nào cả. Nên mình thấy ở đây cái đến với nhau trên cái sự bình đẳng, ngồi ngang nhau để nói chuyện, không có không, không phải là giữa cái bờ trên với lại tôi tớ như các cái mối quan hệ trước đây. Đấy, thì mình thấy rõ ràng là một cái gì đó là khẳng định được cái mối quan hệ, cái mối mà nâng tầm lên cỡ là nâng tầm chiến lược. Thì rõ ràng anh thấy là Việt Nam họ đã ký với nhiều quốc gia về cái tính là cái nâng tầm lên quan hệ chiến lược rồi, nhưng mà riêng với Mỹ thì chưa thôi. Thì tôi nghĩ thì không sớm thì muộn thì sẽ ký cái này thôi, ký cái này thôi. Thì nói chung là Việt Nam mình nó ở trong một cái vị thế anh biết rồi, nó cũng khó chịu lắm, tại vì ở gần ngay cái ông Trung Quốc mà xấu bụng mà mình lại ở sát bên, đâm ra nó cũng khó chịu, mình phải giữ Có cái thể cái nhà chức bướng thì vụ có đó. thể nhà bướng thì có thể dời đi được, nhưng mà Đúng đất rồi, nước thì làm sao bướng đi, rồi thì này người nó bắt ta buộc. anh trong dân gian mình có câu là bán anh em xa mua láng giềng gần mà, nên nó cũng khó lắm, khó. Nhưng mà thật ra nhưng mà có cái là mình thấy là như vậy, nếu nếu mà mình biết họ xấu rồi đó, thì không có gì mình phải sợ họ, chỉ sợ mình lầm tưởng là họ tốt thôi, anh thấy không? Đúng rồi, Đấy chính đấy, xác. mình đã biết họ xấu rồi thì không có gì phải sợ hết á, Phải sợ sạch không chỉ không sợ khen mình tưởng là họ là người tốt vậy thôi. chính xác. Thì đối với người Mỹ hoặc Trung Trung Quốc gì họ cũng vì cái lợi ích của quốc gia họ hết, chứ không có ai thương ai đâu, chẳng qua là
đồ chơi với người Mỹ thì mình phải xác định điều đó. Đây là sự hợp tác, đôi bên cũng có lợi. Đến lúc nào chia tay thì vẫn phải chia tay. Nhưng mà chia tay trong cái sự tốt đẹp và sẽ không bao giờ có cái kiểu là như chưa hề có cuộc chia ly. Anh thấy không? Dạ đúng rồi. Đó, nên mình thấy cái quan hệ này thì cũng mừng cho Việt Nam, cũng mừng cho Việt Nam nó có cái gì đó mà Việt Nam nó họ đã đánh giá, ví dụ như về cái địa chính trị. Cái thứ hai nữa, qua nhiều cuộc chiến tranh thì họ cũng hiểu được cái tính dân tộc tính của Việt Nam, mà khi mà bước đường cùng họ bùng lên thì cũng là ghê gớm. Thì qua những cuộc chiến tranh anh biết rồi, cái năm mà gian khổ nhất là cái năm bảy mấy mà Trung Quốc nó còn đánh mình đó. Lúc năm đó là phải nói là kinh khủng, nói chung kiệt là quệ hết, kinh tế nói kiệt chung quệ nói hết. chung nói chung là người Việt Nam rất là thấu hiểu về vấn đề Trung Quốc, mà kể cả Mỹ và Việt Nam cũng thấu hiểu luôn. Cho nên vì cái chỗ đó mà tao chỉ buồn cười ở cái chỗ là vậy, có nghĩa là Việt Nam là gặp một cái ông lội nhỏ con lắc chắc và rất ư là điếm đàn. Đủ kỳ này qua tao thấy tao buồn cười ở cái chỗ là cái này ít tao muốn nói kiểu giống như chạy trời, cái này tao không phải tao nha, tại nó tới đủ tao cứ cười hoài rồi, nói chung là lắc chắc và rồi điếm đàn rồi buồn cười. Nói chung là giữa Trung Quốc và Mỹ họ cũng không có đánh giá thấp Việt Nam được. Rồi. Việt Nam cũng có cái vị trí của họ, và anh thấy về cái địa chính trị mình cũng nói về cái quốc phòng, Việt Nam cũng đầu tư chỗ quốc phòng nhiều lắm đó, kinh khủng. Tôi phòng, thấy rồi mà mới quốc phòng nhiều đó, đầu tư quốc phòng mà nói về bảo vệ biển đảo thì Việt Nam mình giữ vững lắm. Tất nhiên là vẫn tôn trọng và giữ vững cái hòa bình. Đương nhiên rồi, anh biết rồi, cái đất nước Việt Nam là cái đất nước miệt mài trong chiến tranh, mà bây giờ có được hòa bình là người ta mừng lắm. Mừng lắm. Không có ai muốn chiến tranh. Không cả. Ai muốn chiến tranh, đúng rồi. Nhưng mà nếu mà dùng vào đường cùng thì cũng phải đánh thôi. Thì họ đã có sự chuẩn bị, họ có sự chuẩn bị. Nói chung là chiến tranh là bất khả. Bất không ai muốn. Nói chung là còn có thể giữ hòa bình thì cứ làm hết sức. Cứ làm hết sức có thể để mà gìn giữ hòa bình, để anh biết rồi, anh em mình sống qua cái thời chiến tranh mình biết rồi. Không có cái gì cực khổ bằng chiến tranh. Đó. Mà cái lớp trẻ sau này nó không hiểu được cái đó đâu. Nó không hiểu được cái cảnh đó đâu. Chính vì nó không hiểu, nó không quý trọng cái hiện tại nó có. Bởi vì nó bực. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà ý tôi muốn nói là cái điều này kia là nói một cách khác hơn nữa, thì người Việt Nam và đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Nhưng mà khi mà đã không còn để mà gọi là bắt đắc dĩ lắm thì sử dụng vũ lực, thì Việt Nam mình cũng không sợ. Không sợ. Và có một cái câu nói người Việt Nam mà ta rất khoái là cái người Việt Nam á, cái quân đội Việt Nam theo tôi nghĩ là họ chưa hề biết cúi đầu ở bất cứ một cái quốc gia nào. Mày thấy rõ ràng không? Từ Pháp, từ Mỹ, từ Trung Quốc, họ chưa bao giờ cúi đầu. Vì đó là tao cảm thấy là tao rất là hạnh diện, và tao kể cả thân tao cũng vậy, già mà cũng sung lắm mày. Tao nghĩ tao nói đủ má mà có chuyện gì là tao về nhà, tao không được nổi, tao cũng nấu cơm cho bộ đội. Nói thẳng là vậy, tao sung, tao người tao nó kỳ lắm, cái gì cũng rất . Nói chung là nói tới yếu tố Trung Quốc thì nó là vấn đề nhạy cảm. Nó cảm xúc đối với người Việt nó là một cái gì đó, nó cảm xúc lắm, nên cũng khó, rất là khó. Khó nên mình sống đôi lúc bây giờ mình cũng phải lý trí chút, mình có đúng rồi, du di chút đại khái vậy. Hoặc ở đây là cái gì mình phải nhìn nhận nó thấu đáo một chút. Mình biết Trung Quốc họ cũng có những cái âm mưu của họ chứ, nhưng mà mình đã biết họ rồi mình sợ cái gì. Đúng rồi, thì cái mà buồn cười nhất là ở chỗ giữa người mà chống Việt Nam mình đây là lấy cái đề là Trung Quốc là mà cứ đe nẹt rồi đủ thứ dạy cho Việt Nam mà làm này làm kia. Tôi buồn cười tao nói thẳng rồi là đó ngu. Bởi vậy họ cái đầu óc họ chỉ nhiêu thôi. Cái thị trường của 1 tỷ tư dân của Trung Quốc đó là một cái thị trường rất là béo bở mà cái nông sản của mình, tại vì nó giáp ranh biên giới, anh người ta chuyển rồi nó tương đối tiện hơn, dễ dàng. Nó dễ dàng nên mình phải thấy là cái văn hóa hai nước nó gần giống nhau. Dạ, dạ. Mà dễ giải nữa, và dễ giải nữa. Anh biết không? Cái vấn đề đó nó quan trọng lắm. Tại vì cái kinh tế, cái nông nghiệp của Việt Nam phải 70-80% là xuất cho Trung Quốc. Đó, cái người nông dân Việt Nam mà bây giờ mà họ khá lên là cũng nhờ Trung Quốc. Trung Quốc. Dạ. Cái một cái thị trường lớn, tiêu thụ lớn. Ví dụ như vừa rồi mà anh thấy cái Philippines đó,
họ xuất khẩu chuối qua Trung Quốc ấy, mà cái vụ mà bãi cạn Sabro thưa kiện gì tòa án quốc tế, Ồ mà chuối nó ngừng cái là giảm giò liền, nó chuối nó ngừng cái chặt là nó giảm giò bỏ liền không biết bao giờ mà nói, bởi chuối không có đó. giữ bảo quản Thì được. nói chứ mình nói chứ mình cũng phải nhìn trước nhìn Phải sau, nương, phải nương. Trời. cái lợi cái hại, chứ không phải là cứ ghét là ghét cả đường đi, đừng có làm như vậy, đừng có thương Chính thương cả xác, công ty chính xác à, rồi. đó, nên mình phải sáng suốt, lý trí Ở chút. đây ai cũng không thích Trung Quốc, cái điều đó tao xác nhận đúng, kể cả tao cũng không thích Trung Quốc, nhưng mình phải dựa để mà sống, có nghĩa là mình đừng có ngu, có nghĩa là mình phải dựa dẫm, có nghĩa chứ không phải đụng mà ghét là ghét ra mặt, không phải vậy, không phải với mấy ông nội kia, mấy ông nội kia giống như cạch mặt luôn, còn lâu suốt một ngàn năm nữa chưa thoát nó nữa. Thoát ở đây gì, là bởi vì sao, mình là một cái vị thế đắc địa là bị lệ thuộc ở đây lệ thuộc đất đai, nó thì là sông liền sông, núi liền núi, anh đi bộ qua được mà trong khi đó mày chưa thấy một có một tao mới một vấn đề nữa là những người dân sống vùng biên giới của Việt Nam mình trên Trung Quốc, có nhiều người lập gia đình người Trung Quốc rồi, người có biểu không là nó giao thoa với nhau, mày không, nó giao thoa với nhau Thì em biết mà, những cái người ở ở đây em đã đến Lào Cai và em đi qua bên phía Trung Lào Quốc Cai Bắc Giang ở đó, những thì chỗ mà ghi sốt rồi cái dân ở vùng biên giới họ qua lại khỏi cần qua giấy tờ gì lại, hết á, đúng họ rồi, chỉ đưa cái chứng minh là nó họ đi không có qua đơn đi giản lại như thôi. sao tụi tụi này giống y chang như nó nghĩ giống cái chuyện giống y chang gì dĩa bánh lên trên bàn lấy dao cắt hay chặt cắt nó đưa nó vô duyên, mày tụi này nó ngu mày mới tưởng khổ ghê, mình nói nhiều có gì nó còn có muôn vàn khó khăn trong đó nữa. Khó khăn ở đây là khó khăn vấn đề dân tộc, dân tộc tính nó có nhiều người á, người Việt lấy vợ Trung Quốc, người Trung Quốc lấy vợ Việt rồi sanh con để nó chờ sanh con để cái những vùng giáp giới đó. Rồi có nhiều người là buôn bán những hàng nông sản chẳng hạn gì đó, con gì đó không biết nữa, tao con tôi quen tao con gì đó con gì tao, nghĩa là nó, nếu mà đóng cửa Trung Quốc là nó chết liền, có nghĩa là nó vẫn buôn bán Trung Quốc hàng nào hàng, hàng ngày mà đó là dịch vụ của nó mà đó rõ ràng nó có những cái sự trói buộc đó mà không thể nào mình rít trời rời được, nhưng mà phải nhạc vấn đề nhạy cảm mình phải biết thế nào đúng và biết nào sai, chứ không phải đùng một cái với tụi này cái gì cũng tẩy chay, không phải vậy đúng đúng thôi kệ cái chuyện của nó. Thì cái chuyện Trung Quốc là muôn đời nói không hết, là bởi vì sao mình đã hàng cả ngàn năm rồi, đâu phải là mới đây, cái chuyện này nó cũ xì, nó đâu có cái gì đâu mới, nhưng mà tụi nó lợi dụng cái điều đó để mà chống phá Việt Nam mà là sai hoàn toàn, nó thẳng là vậy, rõ ràng vậy. Em giữ nó, anh đi đốt mở cái đèn coi đó thôi. Rồi đó thì em nói đi, cái gì cứ nói thêm cái chuyên đề đó, cái gì nói rồi. À, thì Thì em em nãy thấy giờ cứ tiếp tục đi. chung quy lại thì bây giờ cái quan hệ Việt Mỹ nó nâng được lên một cái tầm cao lắm rồi. Thì em nghĩ là nếu mà sắp tới đây có một cái dịp nào đó thì sẽ hai bên sẽ ký cái quan hệ chiến lược đó. Em nghĩ chắc chắn là như À, bây giờ thì chưa, mà tao nghĩ là chắc có lẽ cũng không ký rồi, là bởi Nghe vì nghe 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 nói cũng có lời mời ông Nguyễn Xuân Phúc qua Mỹ chứ. có Ừ, lời mời, thì nhưng em mà nghĩ tao mà nghĩ nếu mà có đi là ký luôn á. ở đây không không nếu mà ký vào chiến ông, tao nghĩ là nếu mà ký vào cái văn bản mà thuộc về mà coi như nâng tầm quan hệ lên chiến lược thì trở thành đồng minh mẹ rồi, Chưa chưa mà chưa Việt Nam, chưa thì không muốn à, đồng minh chiến lược khác, đồng minh khác anh. nghe hả, Chưa 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 chiến lược hả, chưa 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 đồng minh chưa thì khác, có thể, mà chưa Việt thì Nam có với Mỹ thì không bao giờ có cái chuyện mà đồng minh được. thì đúng rồi, tao rất ghét Ok cái chưa? vụ đó, tự nhiên con người tao lắm Nhưng mà bởi đồng vì minh làm cái gì? Đồng minh người Mỹ họ bán bất cứ lúc chào nào, phương đồng đông minh làm cùng cái gì? Đâu có quan trọng là cái đồng đâu minh quan hay chiến trọng, lược nữa. rõ ràng Tại tao có vì giữ bây giờ đối với người Mỹ mà khi mà không còn lợi nữa thì họ bán đứng là bán thôi. rồi, đúng Hoặc rồi là họ đứng họ họ đi thôi. Thì anh thấy rồi, 20 năm ở Afghanistan rồi họ trời đi rồi ơi, kia thì xong. hai cuộc chiến này là hai cuộc chiến xương máu và Mỹ nó đã thấm thía rồi, một là Việt Nam, hai là Afghanistan, đó là cái điều bài học của Mỹ mà nó làm sao mà lấy được, thành Không, ra cái tại đó vì là thật ra nhiều người suy nghĩ nó ngắn quá, chứ thật ra cái người Mỹ là như vậy, phải biết người Mỹ là như đúng vậy, rồi, họ thực phải biết tế người lắm Mỹ mà là như họ họ là thực giống tế, Mỹ đúng rồi, không có lợi thôi, nghĩ không có chưa lợi nghĩ lợi dụng chưa à, đừng có ừ. mong cái kiểu giống như Á Đông ơi, bạn Ừ, không chí có tôn tình không có cảm Mỹ ở đâu có tình cảm không có tình cảm gì hết. Ừ, tao có lợi mày có lợi mà cảm thấy không có lợi chia tay rồi xong vợ chồng nó vô nhà hàng nó còn mẹ mày mày thì trả mày xe trả tao tiền. trả tao Ừ, trả thì lùa 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 cái tinh thần, chuyện cái dân tộc tính, cái tinh thần của họ sòng phẳng như vậy,
Thì nên đôi lúc có nhiều người, nhất là những người ở Việt Nam, họ cứ trông mong vào cái dạng như là tình thương, tình ở Việt Nam gọi là tình thương mến thương, làm gì có tình thương mến thương, Mỹ không có làm gì làm đó. gì có. Thì Đâu, ngay cả cái hôn nhân ở bên Mỹ, tiếng trước tiếng sau thấy không êm là nó chia tay ngay lập đâu tức, mày mày lập lấy tức vợ vậy đi, mày lấy vợ, mày lấy nó đi, mà thất nghiệp mày ở nhà chừng tháng thôi, đi giao tống mày ra thì đường nó liền, bỏ chứ ở ngay. lụ hết bỏ ngay chứ ở. Thì cái đó là cái văn hóa, cái đó là cái ấy, mình nói chung là mình biết trước á, thì không có vấn đề gì mấy khoản. Ví dụ như hồi xưa cái Việt Nam Cộng Hòa mà sau khi Mỹ nó bỏ, họ bắt đầu họ chửi bới ôm sòm, đúng ra họ phải biết trước điều đó. Người ta nghĩ Thì đó, là nó biết chứ, họ hụt hẫng là chỗ đó đó, có nghĩa thì là họ đó, biết, thì họ họ tin không má, biết, họ tưởng là họ chắc đã giống như người Á Đông, hoặc là họ họ mà họ hụt hẫng là chỗ là nghĩ là u má mày chơi tao bao nhiêu năm mà mày không thương tao này kia, ông Mỹ làm gì có chuyện đó. Sau khi mà Mỹ nó đá rồi xong rồi cái đồ hụt hụt hẫng đủ mới ngồi chửi, nhưng mà thực tế là nếu họ biết thì họ đâu có chửi làm gì, đủ thầy mở ví dụ vậy như thôi bây mà. giờ cái quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ bây giờ nó ở cái mức đó cũng là gọi là cũng gắn bó lắm rồi, nhưng mà biết đâu vài năm sau thì tao với mày cơm cũng làm canh không ngọt bình thường, Rõ ràng hoặc là đó, Mỹ với lại Trung Quốc cái hoặc chữ là trường kỳ, cái chữ trường kỳ giống như kiểu như Việt Nam mình hay sử dụng, ví dụ như trường kỳ kháng chiến, trường kỳ Mỹ không có vụ đó, Mỹ không có cái trường kỳ, cái nó có giai đoạn thôi. Ta thì cảm thấy mà giai ta đoạn không thấy Việt mà Nam không có lợi gì cho tao là LH đồ ta dục đồ thế thôi, Mỹ là rồi, vậy. biết đâu vài năm nữa cái Mỹ Trung Quốc nó ngồi nó thủ thỉ với nhau thì lại qua vấn đề khác nữa Đúng rồi. đó, thì bạn đó là thù đó, thù đó là bạn đó, cái chuyện nó bình thường, nhưng mà mình biết trước thì không có vấn đề gì cả. Đúng rồi. Nói là khi khi tôi đã biết anh xấu thì tôi không có sợ anh, chỉ sợ tôi tưởng anh tốt vậy thôi. Bởi thì cũng có quái văn những cái chỗ này, tôi coi có những người rất ư là ngây thơ. Có mấy cái lời người ta cũng lên nói bài, tại làm sao cái người Việt sống mà hầu như là sát biên giới đất nước Trung Quốc mà họ không bao giờ họ sợ cả, và họ chẳng có thèm màng tới cái chuyện đó. Trong khi đó mấy ông nội này bên này đủ mới làm những cái chuyện á, ủ má gì nửa vòng cái đất mà đi sợ Trung Quốc là sợ làm sao, ta cũng không hiểu nổi luôn, ta nhiều khi ta cũng không hiểu nổi luôn, nhưng mà họ kiếm cái cớ để họ chửi thôi, chứ chắc họ là đồ thứ, bởi vì nó ngoài ngu si đồ bừ. Nói cái diễn đàn chống cộng này nè, trời ơi đồ cái gì hở gì nó cũng lôi Trung Quốc vô, trời mẹ người dân ta trong nước ta sống đủ mà hầu như là ta không sợ, biết sợ là cái gì cả, đủ lạng quạng nó đập cái đủ, thậm chí còn tào lao bởi tao thiệt mày bộ ba cái thứ tào lao đủ mấy cái người dân mệt ghê rồi. Thì xong qua cái vụ mà coi như là thôi công bà cái chị này mà coi như bà Kamala Harris mà bà bỏ qua Việt Nam, thì tao thấy hầu như là tao thấy tao người là vừa bụng và tao vừa lòng lắm, mà nói thẳng là phải công nhận là cái trình độ ngoại giao Việt Nam mình quá ư là xuất sắc, nói thẳng là tao cũng không biết, tao không công ngờ luôn. Mày nói dân Mỹ bằng ngựa đó mà thấy không, thậm chí một cái kết và để xây cái tòa đại sứ ở Việt Nam, ở Việt Nam là Em nói thêm cái vấn đề này nữa, rồi em cái vấn nói đi. đề khá khá quan trọng trong cái chuyến đi của bà này là cái vấn đề dân chủ bà không đá động Bà không cái ông đó đó tới. tôi mới nói là trong chuyện sáu thật ra nó làm như vậy nè anh Cầm, cái vấn đề dân chủ ở nước Mỹ này thật ra nó là cái chiêu bài thôi, chiêu bài chiêu dân bài thôi, quyền, chứ chiêu chúng ta bài có cần thôi, á thì tao sử tôn dụng, giáo nữa, tôn giáo nữa đó, tao tôn cần giáo á, nữa tao cần á thì tao thì sử tôi lấy dụng, nó ra tôi chơi còn tao đó. không cần thì thôi. Đúng Thì bây rồi, giờ đối với Việt Nam bây giờ không có chơi trò dân chủ nữa, dẹp đi, dẹp cái trò dân chủ hàng bên, thế à? Chứ tại vì anh biết là cái quan hệ đồng minh ngay cả thằng Mỹ với lại các tiểu vương quốc Ả Rập đồ á, Ả Rập Xê Út là cũng đồng minh với Mỹ, nhưng mà mấy cái nước đó đâu có nhân quyền đâu, nhưng mà Mỹ ok lãnh ok à, thì bởi nhưng mà vậy mấy cái nước Hồi giáo đâu có nhân quyền, cái đó là cái chiêu bài mà thường thường nó cái chiêu hơi sử bài dụng, chiêu bài thôi. khi cần thì đem ra sử dụng vậy Chết thôi, còn không cần cất rồi, tủ. Thì vừa buồn rồi cười qua bên Việt Nam á thì cất vô tủ không xài, tại cái đúng chuyến đi này cái mục đích cũng có cái đó, nên các bác dân chủ hơi bị buồn cái vụ này, hơi bị rồi. buồn cái vụ mà thấy bà Hillary qua đây chẳng đề cập Chẳng có gì nói tới gì cái cả chuyện phải không, đúng đó rồi, nữa thôi. không có gì. Thì nói chung là họ cũng em thấy cũng có nhiều cái status cũng Cách than móc, buồn rồi trách ha, móc cách bà tổng thống Mỹ rồi, tại sao mà móc hững rồi. hờ với dân chủ dân quyền Việt Nam rồi này nọ, Bởi vậy thiệt tình, bởi vậy tất cả đều là thế thằng anh, nó phải tùy cơ tùy tùy giai đoạn, tùy cái giai đoạn hoàn cảnh mà người ta xử lý chứ, đúng chứ đâu phải là rồi. luôn khi nào cần thì tao lấy tao xài, không cần tao bỏ tủ vậy thôi.
Đúng rồi, chính xác, mày nói chính xác rõ ràng. Thật ra cái đó là một cái chiêu bài thôi chứ không có là cái gì hết Nó không trơn là cái gì á. cả, ai cũng Thì biết, những người như bây mình thì giờ ai cũng biết cả. ngay cả Nhưng Mỹ với Thái Lan đây nó cũng quan hệ giống như gần như là đồng minh rồi, nó cũng đồng minh rồi, rồi thằng Philippines cũng đồng minh rồi, mà mấy nước đó đâu có nhân quyền đâu, trời đất ơi, mà nó thấy ở còn Miến Điện với lại còn Miphi vi phạm nhân quyền tào còn 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 tào gấp bao lao nhiêu lần ngàn hả? lần. À, thì nên cái trò chơi nhân quyền á là khi nào cần đem ra xài, không có bỏ tủ. Mà hiện tại bây giờ rồi Mỹ đối với Việt Nam là nó dẹp cái nhân quyền qua một bên đi, cái chuyện khác quan trọng hơn Đúng đó. rồi, Thì thì mấy cái ông đó cũng này là một hụt yếu hẫng, mấy tố ông này à, mấy ông này bây giờ hết đường, hết đường để mà nói rồi, còn cái đó cũng thiệt là là một cái yếu tố đó. hay á. Thì suy qua cái chuyện mà thì nói chung nó đi nói lại thì cái chuyện là bà mà Kamala Harris này để qua Việt Nam này tao tán vỗ tay vỗ chân luôn, bốn tay bốn chân cẳng luôn. Hay quá, kỳ này hay quá, kỳ này rồi coi như là nó dẹp được nhiều mặt, một mặt về phương Bắc là vế Biển Đông. À, Trung Quốc, ồ mà Trung Quốc nó chửi quá mày, mấy cái tờ báo toàn cầu rồi nó chửi, bảo làm gì hết mày, cái chỗ tức quá chửi. Rồi, nhưng mà Việt Nam nó đủ, người ta đâu có muốn đâu, rồi vậy đó, khá vậy là quá hay rồi. Rồi thứ hai nữa là coi như là dẹp ba cái vụ nhân quyền va vớ vẩn này, đó là hai điểm đầu rất là bố chốt. Còn điểm thứ ba là được lợi là cái chuyện đủ mà cho 1 triệu liều vaccine, đủ mà Việt Nam đã nha, cái thằng Trung Quốc nó tức đủ mày, nó cho bộ tao biết cho chơi 2 triệu đủ, Việt Nam có thể lợi. Việt Nam ngồi đun đùi nữa, tao Nhưng khoái quá nữa, tao mà cười hoài nữa, nhưng mà cười cái nữa. tin tin vui mới nhất là cái nano Cái nanocovax của Việt Nam đã được nanocovax thông của Việt Nam, qua, đã được thông qua. cái đó là Cái ghê đó là bác cũng là một cái vấn đề điểm son, nhưng mà hồi sáng là tao mới đọc báo, tao có một quỷ kia nói, anh ơi khổ quá, đủ mà xóa sổ hộ nghèo sớm quá, Việt Nam cũng muốn đủ quá, Việt Nam chưa có muốn xóa, cái đó là lầm kính thôi, nhưng mà Việt Nam kỳ này kỳ quá, đủ muốn xóa sổ hộ nghèo cũng phải từ từ đúng không, tại vì thường thường nó có nó chậm chạp, nó Việt Nam vẫn còn nghèo cho nên vì đó nếu mà làm cái điều đó thì tất các nước kia họ không có viện trợ vaccine, mà Việt Nam thì đang cần viện trợ vaccine, cho nên bây giờ nếu mà đưa cái này sớm ra là các kia nó nói rượu mày có rồi mà tao ta đâu có xin được, mày đâu có cung cấp làm gì, thôi. đủ, thật giống như thật kiểu gì ra xóa xóa sổ hộ nghèo sớm quá. thật ra cái người đó nói thì nó cũng không không đúng lắm. Nếu mà mình chủ động được vaccine rồi thì mình đâu có cần anh. Nếu mà Trời trong đất. nước sản xuất để mà để sản xuất để trong nước sử dụng á thì mình đâu có cần nữa. Ví dụ như sau này cái phạm vi mở rộng mình làm nhiều, cái năng lực mình tăng lên thì mình có thể xuất khẩu, còn trước mắt là phục vụ cho trong nước là ok rồi. Nhưng mà nó cái hiệu quả của nó cũng khá là cao, Khá là cao, mà cao khá nhất là cao từ trước giờ. thì nói chung là tôi em cũng thăm dò những người ở Việt Nam hầu như ai cũng thích, ai cũng thích Ai cũng thích có rõ đó, ai ràng. cũng thích thì cái đó là nó cũng là một cái gì đó là một cái vấn đề then chốt để mà chống dịch đó anh, tại vì Đúng cuối rồi, cùng đi đúng nữa rồi. cũng phải mình làm chủ được cái Mình phải làm chủ được mình á, vaccine. mình làm chủ được mình thì mình mới ấy được. Còn Sẵn thấy lại không? quên nữa, sẵn này anh mới nói điều này chút xíu. Chuyện gia đình thôi, bà vợ anh tối hôm qua nhập viện rồi, ở Việt Nam á. Ở Thủ Dạ Đức rồi. á, thì bị nhiễm Covid dương tính và đi vào nhập viện rồi. Nhà mấy đứa nhỏ bên đó thì con nhỏ em vợ nó đi theo, cháu đứa cháu vợ nó đi theo, đứa cháu đi theo, nhưng bà vợ đuổi về nó không cho nữa, nó không cho vô trong, chỉ đưa bà già tới bệnh viện thôi, nhưng mà ở cứ được có mấy tiếng hồi xong nó đuổi về. Và nó về thì nó kêu con nhỏ này không được quyền về nhà mà đi về vô cái trại chỗ mà đi cách ly 16 Đúng, ngày đúng rồi. rồi. Và bệnh viện qua bà già ta vô thì bệnh viện Việt Pháp, bệnh viện là khá đắt tiền, nhưng mà Rồi được rồi, ok để cho bạn rồi, bà đang thở oxy là được. anh đưa bà cụ vào Việt Pháp. Đúng rồi, Ok, Việt thì Pháp thì ok. ok rồi, thì vào thì nó hơi khá đắt tiền chút cho không sao, không quan trọng chuyện đó, Mình mà lo được ý mà. ý ý ý muốn nói điều này có nghĩa là bà già, ý muốn nói được bà đã được chích một mũi vaccine rồi Ôi trước vậy hả? khi bà bị nhiễm. Thành Ờ. ra anh nghĩ cái chuyện đó nó cũng không đáng ngại bằng cái người không bị, không Đúng, đúng. chưa lần nào mà đi chích đó. Thành ra Đúng anh rồi, cũng đúng được rồi. an tâm. Ok rồi, rồi ok, mình nói tiếp cái chuyện của mình, sẵn đây mình cũng báo cáo với mình đi thôi. Thì chính việc chỗ mà dính líu tới vaccine thì mình hay nói là bây giờ thì vaccine Việt Nam mình đã sản xuất được rồi, và được được học cái hội đồng y khoa đã cho đóng bọc rồi, coi như là yên chí rồi, là coi như mình mừng quá, là bởi vì coi như dân mình đã được cứu, nó thẳng một cách nôm na dân mình đã không còn được chết nữa, thế thôi. Thì mình nói một cái bệnh nó nôm na như Việt Nam vậy, thì mình nhìn lại cái đất nước mình đang ở đây là đất nước quê hương thứ hai này, đây là bây giờ rồi mình thấy rõ ràng thống đốc tiểu bang vẫn
ông nói gà bà nói vịt, có nghĩa là họ vẫn có một cái ở đây nó đưa vào chính trị chứ chẳng biết gì, có nghĩa là hiểu gì mình thì có những cái việc là không được quyền, như tác sạch ông thống đốc ông không được quyền cấm người ta vào đeo khẩu trang, không được quyền là bắt buộc người ta phải đi chích ngừa, cái nó vẫn có một cái gì đó mà mặc dù ông mới vừa bị nhiễm covid-19 mà thấy kỳ cục, cái gì nó cũng liên quan chính trị rất ư là mà ra bây giờ ở tiểu bang tao hình như ở Texas chứ ở Florida hình như họ cũng đã bắt buộc mang khẩu trang trở lại rồi, đúng không? Không anh, bên em á là cái ông thống đốc là Ron DeSantis, ông này là đệ tử của ông Trump mà, đệ tử ruột á, thì ông vẫn ông đâu có nói gì về cái vấn đề khẩu trang. Và ở trong ở dưới trường học á, vừa rồi học sinh nó tự trường á thì nhà trường đề nghị là mang khẩu trang, nhưng mà ổng lại ổng nói cái này là chuyện của phụ huynh, ai muốn bắt con mình mang thì mang, ổng lại không muốn đeo khẩu trang. Nhưng mà cái tình hình dịch bệnh nó phôi đa, em ngay chỗ em bây giờ là nhiều lắm, nhiều bây giờ lắm. Nghe nói học sinh mới học mới có mấy ngày đủ bị quá trời luôn, thành ra giờ sợ thì tại vì á ngay cái phôi đa này nó tính ra có thật ra có 50% dân số chích vaccine chưa mấy, cái số lượng mà người không chích cũng nhiều lắm, nó có ba cái thành phần ba khổ cái... ghê, bởi sao nó thiệt là nó không có thống nhất và nó không có đồng điệu cho gì đó là... cái gì cũng lôi chống dịch mà cứ lôi chính trị vô thì đó đó, từ bên chính là thì chết luôn bởi vậy thì nó kéo dài hoài luôn. Rõ ràng bây giờ đã từng tuyên bố rồi mà mình Việt Nam Mỹ là chắc lại sống chung với dịch thôi chứ không còn cái gì còn cái nước nào nữa cả, bởi vì thì không, anh biết 50-50 em có quen một số người á, mấy người đó họ cuồng Trump dữ lắm, họ không chịu chích, dính bệnh hết rồi, bữa nay mới tá quả, bữa nay mới chịu đi chích ngừa, dính hết. Trời ơi, mày thấy tại vì họ chơi với nhau ở một group á anh, họ chơi với nhau, họ nhóm... ngồi họ ăn nhậu với nhau một group nên một người nghĩa là nó dính hết cả bài luôn. Nó giật cho lên bờ xuống, nó giật lên bởi vậy khổ, mà thấy rõ ràng cuồng đến mức độ ngu dại mà đến nỗi mà coi như đầu óc. Bây giờ mình thích ông Trump thì cứ thích đi, còn chích thuốc thì mình cứ chích, có sao đâu. Nhưng mà tại vì cái lỗi ông kia cái chuyện này không phải, này cứ mùa thôi. Do mình chứ, tức là mình... Nếu mà nó nghĩ như mày với tao thì đâu còn gì đâu mà nói chuyện. Thì mình... Đâu, còn gì đâu mình, chuyện. Mình thần tượng ổng thì mình cứ thần tượng đi, còn chích thuốc thì mình cứ chích. Tại sao hai thứ gom lại một là nó có vấn đề gì kỳ. Kỳ rồi cục lắm nè. Rồi đẻ ra ổ bệnh rồi lây lan cho nhà... lây cả nhà núp hết. Nói chung rồi là cái nhóm mà biết á, cái nhóm đó là bị hết luôn. Bữa nay là mất bữa này à, tao coi lên cái đài của thằng Andrea là con Lưu Lệ Ngọc với thằng cha gì đâu bán, còn thuyết âm mưu dài, nó còn thuyết âm mưu là trụ ông Trump sẽ là tái đắc cử, rồi ông Trump là sẽ vào Nhà Trắng ngày nào ú trời nghe riết nhức đầu luôn rồi. Đố quá khổ đủ chẳng thèm quan tâm nữa, thấy mệt chẳng ơi tao coi nghe riết là tao chẳng thèm quan tâm nữa đủ má. Coi giống như chuyện cười, chuyện đùa vậy đó, buồn cười. Trung trở lại, nói quay. Cho nó quay, đủ quá mà tại sao mà họ tính được, tao cũng không hiểu đâu. Mà cũng có người ủng hộ. Tao không biết đầu quá, tao không quan tâm luôn, tao nít thành coi luôn. Đủ. Mấy, ví dụ như cái người dân á, họ thường thường họ bị những cái thế lực chính trị họ dẫn dắt. Nên khổ cho những cái người dân như cỡ cái đầu mà như anh em mình ai dẫn được. Thì bởi vậy. Không có thể mà dẫn được. Không ai dẫn mình được hết á, nhưng mà xã hội mà nó có nhiều thành phần, có nhiều cái người họ dễ bị dẫn dắt thì nó mới xảy ra tình trạng đó. Như bây giờ thí dụ như em yêu ông Trump đi, em thích ông Trump đi, nhưng mà thuốc ngừa thì em cứ chích, còn cái chuyện thích ông Trump là cứ thích, có sao đâu. Đúng rồi. Khổ thì, bởi vậy thì nó thiệt quá chán vậy thôi. Thôi cái đó tôi thì cái chuyện mà Việt Nam mình mà được cái chủng thuốc chủng ngừa mà đã được chuẩn thận là mình mừng quá, mình mừng đây là người dân mình là sẽ có sự chích đại trà và liều lượng đầy đủ đó là hẳn này. Bây giờ thì cái tình trạng mà hy vọng là tình trạng thiếu thuốc không còn nữa, tại chờ ngày xưa nếu mình làm không ra tức là thiếu thuốc, bởi vì nhờ viện trợ là không chắc ăn, mình tới 100 triệu là tuy nhiên 100 triệu dân mà như vậy thì nếu mà chích đủ thuốc là phải là 200 triệu liều, đúng không, bộ chích hai lần đó. Nhưng mà chích rất là nhiều thì bây giờ mình có được sẽ có xài rồi thì quá ư là vui, quá ư là mừng, nói như vậy đó. Thì, nói chung là mình là một trong số mười mấy quốc gia sản xuất vaccine đó, thì mình làm được cái điều đó là mình chủ động được rồi, mà chủ động được
đó, mình làm chủ lên mình. Mừng là nó đáng mừng là về nè, không phải cái dịch này nữa, và từ đây về sau mình chủ động được, anh hiểu không? Đúng rồi. Từ đây về không, sau đâu Việt đâu Nam mình từ xưa về Việt Nam chủ động chứ, có, chủ động hết nhưng trong cái quy mô nhỏ, đúng rồi, cái mình quy nhỏ, tại vì qua cái dịch này á thì mình mới nâng cái tầm lên, chứ hồi xưa mình cũng có làm những cái vaccine về H5N1 là ra xa là đó, đưa cái dạ, nhưng mà cái phạm vi nó nhỏ thì nhỏ rồi, thì okay. Qua cái đợt dịch này á, thì mình thấy là mình làm được như vậy á, thì để sau này em nghĩ sau này nó sẽ còn những cái đợt dịch khác nữa thì mình chủ động được cái nguồn thuốc, đúng rồi, thì cũng cái dễ đó dạng hơn, nó lên trên tầm cỡ quốc tế mới ngon, ngang tầm cỡ quốc tế rồi. Dạ, thì cái đó là nói chung là chống kiểu gì chống, không ngoài thì vaccine, kiểu gì kiểu cũng phải có vaccine vậy thôi. Mình chủ động được là mừng rồi anh, cũng mừng rồi. Quá anh, mừng, quá mừng, tao nghe được là tao mừng quá, chết, tao chết đủ quá mừng nhiều rồi anh, chết rồi. Tới trên 10.000 người rồi, chết quá nhiều rồi. Ui da, 10.000 hả? Trên 10.000 rồi anh. Ôi trời, tao mới ngày qua mới có 8.000, bên đây lên 10.000 rồi trời. Trên 10.000 rồi. Ui trời, khổ. Thì mấy bữa nay em theo dõi á, thì cái ca chết nó giảm dần. Bữa trước là mỗi ngày chết 300 mấy, bữa nay nó giảm dần còn 200 mấy đi. Nó có cái xu hướng giảm dần cái lượng người chết. Ừ. Thì nói chung là cũng khá là gây go đó, cũng khá gây go đó, chứ không có đơn giản đâu. Do các anh biết rồi, do cái đặc thù cái sinh hoạt của người Việt mình, ở gần nhau quá, chung đụng nhiều quá. Mặc đồ dân số thì dày quá. Đó, đúng rồi. Anh thấy không, ở Mỹ này có nhiều khi nhà này nhà kia bên kia nó chết mình ở đây đâu biết đâu, không hay luôn. Không hay, không biết gì. Thì nó có cái riêng riêng vậy, mà nó còn như vậy huống hồ gì ở Việt Nam. Anh thấy chật chội, người thì đông, anh vô những cái hẻm rồi trong những cái gia đình có mấy chục mét vuông mà ở cả chục người đó, thì nói chung là nó chống dịch ở Việt Nam rồi, bây giờ cuối cùng thì cũng phải đưa ra cái biện pháp là cách ly tập trung. Mà anh biết cái cách ly tập trung nó rất là cực. Anh cả 100.000 người nuôi ăn rồi chữa bệnh, anh cứ hình dung đi, nó kinh khủng lắm chứ. Cái vật lực, cái nhân lực, nhân để mà vật đáp lực ứng nó kinh khó khủng lắm, khó lắm. Mà sau cái vụ này mình mới thấy ra cái điều này là không có nhiều người Việt Nam đất ư là xấu tánh thôi, mình cũng không muốn kể rằng chi một cái điều. Bây giờ thấy cái chiều hướng hiện giờ dịch bệnh nó đang giảm xuống thì ta cũng mừng, ta cũng không muốn nói ra, nhưng mà tôi nói thật mày, mình rất buồn là ở chỗ là họ khi dịch bệnh có những người rất kỳ cục mày, họ không biết thương nhau, họ toàn là giấu. Nó có những cái thành phần mà rất là bất hảo, ví dụ như là người ta đi xin gạo mà thấy rõ ràng là chiếu những cái cảnh cái nhà họ đi xin gạo, mà nhà cô mẹ cái nhà có mấy chục bao mà cứ đi xin hoài, mà trong khi đó trong khi đó mấy nhà khác không có gạo để ăn rồi. Bởi họ kỳ cục mà nói thì bởi vậy xã hội vì sao có những loại người kỳ cục vậy. Cái đó thì đôi mình cũng không nên trách, mình chấp nhận thôi, xã hội nó phải có người này người kia, nhưng mà em nghĩ cái số đó cũng không có nhiều đâu. Cái số thì đó đồng ý đủ mà nó bao nhiêu thôi là muốn chết rồi, đủ mà nó nhiều nữa thôi. Thấy gì ăn mà kiểm tra cái nhà trọ mà gạo chắc đủ lắm đó 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 đó, thấy là tao hỏi ơi, ta ra trời liền, ta nói đủ chết rồi, đủ mới chỉ là tao chết hai nhà luôn nha anh, hai nhà cạnh nhau trời kia thì ê thằng kia lấy được hả, ê đâu chỗ chỉ tao đủ, tao lấy theo đủ vậy mới là chết chứ đủ quá. Gạo đụng La Phong mới ghê thiệt. Đúng rồi là ghê thiệt luôn. Trời ơi chết. Thôi mình không cần nói chuyện đó, bởi vì đó nó cũng là thuộc cái dạng coi như tiêu cực, mà tiêu cực nhỏ mình không quan trọng. Nhỏ, không sao. Okay. Mình chỉ quan trọng. Tao like bữa nay tao mời mày lên là lý do là tao tuyên bố là tao mừng quá về cái chuyện mình đã thành công về vấn đề coi như cái thuốc chống ngừa được chứng nhận, được phát đại trà từ người dân mà hiện giờ đang được. Và báo cáo với mẹ luôn, mà nếu sớm hơn nữa thì bà già tao đâu có đi vô trong bệnh viện đâu, được má, tự vô ấy được, bà lớn tuổi rồi, 80 rồi, cái việc đó là... Nhưng mà dù gì bà cũng chết mũi rồi thì cũng... Chết rồi, tao hy vọng là yên, không có gì cả, từ qua này vô nó cũng đã yên rồi, cũng khỏe rồi. Anh vô có tiền mà mình vô Việt Pháp á, thì cái cơ sở hạ tầng của họ thì đâu có thua gì ở Mỹ đâu. Rất là ok. Ok, thì thôi ok. Rồi cảm ơn em đã lên chia sẻ những okay. Cái mà rồi ok, ok anh, bye bye. Rồi bye bye. Cơm chưa? Bây giờ em xuống nấu cơm đây. Tao đang đói bụng chết mẹ, tao chờ mày xuống đây tao đi ăn cơm mình. Ê like mà vừa ăn cơm vừa ấy, con vô duyên lắm á. Để rồi. Bye ha, bye ha. Rồi bye bye cho mọi người. Rồi.